Thưa quý vị, Bình Tinh và Dương Lâm, Ngọc Trai và Đồng Ánh Quỳnh. Đây, những người đồng nghiệp, những người em thân thiết của Đại Nghĩa. Hình như là Dương Lâm vẫn còn đang rất là phấn khích, chưa có dừng lại được hả em? Em đang rất là sung sức, em muốn chiến đấu. Vì sao? Tại vì thơ văn tục ngữ, thất ngôn bắt cú đường lực là em nhiều lắm. Hình như không có cái nào vô cái nào nha. Thơ văn tục ngữ, thất ngôn bắt cú đường lực. Em cũng bị hoang mang luôn. Nói chung gì đó, chuyện cổ tích đồ, thơ văn là em khoái lắm. Làm liền câu thơ tặng mọi người ngày hôm nay. Chương trình quả thiệt vui ghê, tham dự một cái là mê tới già. Đúng. Ok ok, giờ tới tụi em phải không? Chưa, để bên đây trả lời. Bà ơi, bình tĩnh. Thử nha, sao? Thử nha, em nói cho rõ. Anh ơi, 1 triệu đây. Trời nha, mình nhiều tiền mà. Mình nhiều tiền mà. Sao mỗi lần gõ cái này em có cảm giác như lên chùa vậy ta? Đây là đáp án. Sao mặt xù dữ vậy Lâm? Tự nhiên mình lật hết cho người ta, em vô nó sửa sửa, em ghét. Vậy sao vậy chứ Tính? Bình Tĩnh không hề bình tĩnh anh Nghĩa à? Anh nói mà. Cái gì ta? Bình Tĩnh không hề bình tĩnh nha. Em xin trả lời. Lên gõ chuông đã. Ai khỏi cần gõ chuông, từ thiện. Lại là chị Bình Tĩnh không bình tĩnh nữa. Nhắc khớp miệng này, hai đứa nói nè. 2, 3. Thương nhau trà. Quả. Ở dưới gieo dần quả. Ở trên trời. Chưa chốt nào, đọc chốt nha. Rồi đọc chị Tinh. Con thơ tay ẩm tay bồng, tay dắt mẹ chồng, đầu đội, một là đầu đội cái khăn, hai là đầu đội cái nón lá, đầu đội gió mưa, nghe gió đúng không? Đúng mà rồi. Không biết đầu đội cái gì. Ủa gì sao lên gõ chi? Chị Tinh muốn. Thôi khỏi mua. Em nghĩ là anh ngồi sai từ này rồi đó. Nó bị phí quá, một chữ mà bán 5 triệu. Mà trong đó tôi đi quay ngày cũng không nghe chuyện. Quay ngày cũng không. Hãy đón xem chương trình Sao Hay Chữ phát sóng lúc 20h30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 24 tháng 12 năm 2019.